Bộ sứ Thích Ca Mâu Ni Phật, Phật pháp rộng sâu đắc nhiệm màu. Đang nghe một cái khó tìm cầu, con đang nghe thấy chuyên trì tụng, nguyện tỏ như là nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh những điều Bồ Tát hải ý hỏi về pháp môn Tịnh Ấn quyển 13. Lại nữa hải ý, sao gọi là kim căn cú? Nghĩa là chính tự thân là kim căn cú, vì tự tánh không phân biệt. Này hải ý, kim căn cú này chọn lựa ở trong các kiến mà chuyển hóa vô minh. Vì kim căn cú cung kính này có thể nơi các minh, kim căn cú này nhận biết khắp ở trong các đối tượng chuyên và chuyển hóa biên vực của năm vô gián, đó là kim căn cú. Vì không bình đẳng giá hạnh, kim căn cú này biết khắp các giá hạnh mà chuyển hóa cõi tham, ấy là kim căn cú. Vì bình đẳng lìa cõi tham, kim căn cú này là bình đẳng ở nơi tham lìa tham mà chuyển hóa cõi sân, đó là kim căn cú. Vì cõi từ bình đẳng, kim căn cú này phá các cõi sân si, đó là kim căn cú. Vì ánh sáng của tuệ bình đẳng, kim căn cú này khai mở minh tuệ cho một chúng sinh và tất cả chúng sinh, đó là kim căn cú. Vì bình đẳng vào khắp mọi chúng sinh, kim căn cú này tùy duyên biết rõ tự tánh của chúng sinh, tâm của một chúng sinh là tâm của tất cả chúng sinh, đó là kim căn cú. Vì thể nhập vô tâm, kim căn cú này tùy duyên biết rõ tự tánh của tâm một Đức Phật là tất cả Đức Phật, xưa nay sáng tỏ, đó là kim căn cú. Vì vào khắp chân như bình đẳng, kim căn cú này tùy cơ biết rõ tánh trí bình đẳng của một cõi nước là tất cả cõi nước, đó là kim căn cú. Vì vào khắp vô tận cõi nước, kim căn cú này tùy duyên biết rõ hư không bình đẳng, tất cả pháp là một pháp, đó là kim căn cú. Vì vào khắp tất cả pháp tánh bình đẳng, kim căn cú này tùy duyên biết rõ pháp môn bất nhị, tất cả pháp là pháp Phật, đó là kim căn cú. Vì ở nơi tất cả chốn trí tuệ đều tùy thuận để nhập lãnh hội, kim căn cú này tùy duyên biết rõ định kim căn dù sự nghiệp quân ma là sự nghiệp của chư Phật, đó là kim căn cú. Vì vào khắp các ma nghiệp tùy cơ thức tỉnh, kim căn cú này siêu vượt tất cả ma sự, tất cả ngữ ngôn là ngữ ngôn Như Lai, đó là kim căn cú. Vì vào khắp tất cả âm thanh tùy duyên biết rõ, kim căn cú này tùy duyên biết rõ pháp bất khả thuyết, vì tất cả pháp là vô sinh, đó là kim căn cú. Vì thể nhập vô diệt, kim căn cú này là siêu vượt nẻo sinh lão bệnh tử, vì tất cả pháp là không khởi, đó là kim căn cú. Về thể nhập sự không dừng nghỉ, kim căn cú này có thể tùy chuyển nơi các pháp tịch diệt. Này hãy ý, các kim căn cú như vậy là không cố, không là cú không thể phá hoại, là cú tinh diệu, là cú bình đẳng, là cú thanh đế, là cú kiên cố, là cú không có các loại, các thứ loại, là cú ái lạc, là cú bất đoạn, là cú tịch tỉnh, tịch tỉnh khắp tận còn tịch tỉnh, là cú vô tác dụng, là cú bất hòa hợp, là cú vào cõi không cõi, là cú vô hành, là cú chân tánh, là cú như thật, là cú không trái với Phật, là cú không hủy bán pháp, là cú không phá tăng, là cú như chỗ chẽn, là cú ba luân thanh tịnh, là cú dũng mãnh, là cú phạm hạnh, là cú không tịch, là cú hư không, là cú giác chi, là cú vô tướng, là cú vô nguyện, là cú pháp tướng, là cú tâm ý thức vô trú, là cố dẹp trừ chư ma ngoại đạo, là cố thanh tịnh sáng tỏ vô cấu, là cố quán chiếu bồ đề, là cố tuệ quang minh, là cố không pháp hiển bày, là cố rốt ráo không sinh không diệt, là cố tự thanh tịnh cảnh giới, là cố cảnh giới Phật, là cố không tư duy phân biệt biến kế, là cố pháp giới vô sai biệt cố, là cố nhập nơi cố của vô cố. Này hãy ý, các cố kim cang thắng diệu như vậy, để Bồ Tát nào có thể lãnh thọ quyết định giữa lựa chọn nghĩa ấy, thì ta cho rằng người đó nhất định sẽ ngồi đạo tràng Bồ Đề, gọi lên tiếng sư tử. Lúc Thế Tôn thuyết giảng môn cú, ấn cú, kim căn cú, trong hội này có 8.000 Bồ Tát chứng nhập tất cả pháp môn ấn Đà La Ni, vào khắp tam địa ý lạc của tất cả chúng sinh. Bây giờ những vị đến tập hội, tất cả chúng đại Bồ Tát ở 10 phương thế giới nghe pháp này rồi đều vô cùng hoan hỷ, tâm ý phấn khích, mà mỗi vị đều dùng thần lực tùy từ chỗ đến là các cõi nước của chư Phật. Trong mỗi một cõi nước ấy, mỗi vị đều có vòng hoa, hương xoa, hương bột đem đến trong pháp hội này, nên đều mưa xuống các hương hoa vi diệu đầy khắp. Tất cả đều dùng các tác phẩm vật báu ấy dâng cung Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Như Lai và chánh pháp này, nguyện cho chánh pháp ấy được trụ lâu thế gian. Chư Bồ Tát này thực hiện cúng dường xong thì cùng phát khởi diệu âm tán thán Đức Thế Tôn nên nói kệ. Vô tướng hiện bày các sắc tướng, một tướng ly tướng đại thánh tôn,
Các tướng bình đẳng, tướng vô tướng, định lợi an trú tướng chân thật, vào tất cả ngũ âm chúng sinh, vào nơi âm thanh trí tùy nhập, tất cả âm thanh cửa giải thoát, định lợi bình đẳng tâm giải thoát. Các tâm hành thế gian sai khác, tâm như huyễn nên không chỗ giác, vô hành bình đẳng hành không hành, con lễ hư không tâm sáng tỏ, vô hữu bình đẳng bờ không bờ, pháp pháp phân biệt lìa phân biệt, tất cả tâm ý vốn vắng lặng, con nay đảnh lễ tâm vắng lặng. Phật biết vận dụng các nhân duyên, Phật thường tiêu nói các nhân hành, nhân duyên giải thoát trong bản thế, Phật biết thật tế chân bình đẳng. Nay vào nơi ấy tướng bình đẳng, con quán thiện thể thân phi thân, không thể phân biệt thân hữu tướng, nên hiện các diệu tướng sai biệt. Tất cả mười phương cõi chư Phật đều cùng vào trong cõi Phật này, mà cõi Phật ấy không hề tăng, cõi ấy không động cũng không giảm. Các tâm bình đẳng tâm vô tâm, tâm huyễn không khác không phân biệt, biết rõ bình đẳng tâm bồ đề, thế tôn thường hành pháp bình đẳng, thể nhập pháp giới bình đẳng giới, các pháp vô tánh đều thể nhập, tánh thường bình đẳng trong nhiễm tịnh, con lẽ đấng lợi lạc thế gian, nhật nguyệt có thể rơi xuống đất, gió không hình tướng còn buộc được, tờ bay tu di cũng như bụi, chỉ Phật Thế Tôn không vọng thuyết. Ngụ ngôn chân thật vốn thanh tịnh, tâm tịnh như không tâm sáng tỏ, pháp tục tham ái chẳng nhiễm tâm, như sen không nhiễm ở ba cõi. Hoặc nghe khen ngợi không vui mừng, hoặc nghe hỷ bán không nổi sân, như núi tu di không lay động, con lệ đấng lợi lạc thế gian. Chúng đại Bồ Tát nói kệ xong để bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì Phật Thế Tôn xuất hiện ở đời là của báu xuất hiện, là pháp lạc xuất hiện, là niệm tuệ, hành trí xuất hiện, là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, thắng tuệ xuất hiện, là từ bi hỷ xả xuất hiện, là thắng nghĩa xuất hiện, là thật đế xuất hiện, là chánh pháp xuất hiện, là sự chứng pháp xuất hiện, là pháp niệm xứ, chánh cần, thần túc, căn lực, giác đạo xuất hiện, là samatha xuất hiện, là tỳ bác xá na xuất hiện, là sáu thông, ba minh, tám giải thoát xuất hiện, nói tóm lại là đoạn dứt tất cả pháp bất thiện và xuất sinh tất cả pháp thiện. Lâu quá trong pháp hội, một vị Bồ Tát tên là Tuệ Tích bạch Phật: Bạch Thế Tôn, như chỗ hiểu của con về điều Phật nói, vì có thân nên các kiến sinh ra, Phật xuất thế vì đời có vô minh hữu ái, Phật xuất thế vì có tham sân si sinh khởi, Phật xuất thế vì bốn điên đảo, năm ái sáu nhập, bảy thức xứ, tám pháp tà, chính đạo xứ, mười nghiệp bất thiện sinh khởi nên Phật xuất thế. Vì sao? Vì đoạn nghiệp bất thiện của tất cả chúng sinh nên Phật xuất thế. Nhưng Phật cũng không đối trị và tăng lực thù thắng, vì không đối trị nên Phật xuất thế. Và Thế Tôn, nếu chư Bồ Tát muốn biết nhân duyên của chư Phật xuất thế thì nên biết như vậy, nên tu học như vậy. Phật nói: Này thì Nam, đúng vậy, đúng vậy, đúng như ông nói, chư Phật xuất thế nên biết như vậy, nên tu học như vậy. Vì nhân duyên của chư Phật xuất thế như vậy, chư pháp xuất thế cũng là như vậy. Bây giờ Đại Bồ Tát hài ý bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát mới phát tâm nghe nói nhân duyên của Phật xuất thế như vậy, họ vẫn không hiểu Phật xuất thế là thế nào. Phật bảo Đại Bồ Tát hài ý: Nhân duyên Phật xuất thế, Bồ Tát tùy theo sự ứng hợp của mình mà tâm được thanh tịnh. Vì sao? Hài ý nên biết Bồ Tát có bốn hạng. Nghĩa gì là bốn? Một, Bồ Tát mới phát tâm. Hai, đang ở phần vị tu hành. Ba, Bồ Tát bắt tối chuyển. Bốn, Bồ Tát nhất sinh bộ xứ. Hài ý trong bốn loại Bồ Tát này, nếu Bồ Tát mới phát tâm quan sát tướng trang nghiêm Phật Như Lai thì tâm được thanh tịnh. Nếu Bồ Tát đang ở phần vị tu hành quán tất cả công đức thắng diệu thành tựu của Phật Như Lai thì tâm được thanh tịnh. Nếu Bồ Tát bất thoái chuyển quán thân tâm Phật thì được thanh tịnh. Nếu Bồ Tát nhất sinh bộ xứ, không quán sắc tướng của Phật Trang Nghiêm, không quán chủng tánh dầm dọ Phật, cũng không quán công đức thành tựu của Phật, vì trong đó đều không pháp nào có thể quán. Vì sao? Vì tuệ quán chiếu, vì sức tuệ nhãn, vì tuệ thấu giữ, vì tuệ vô hành, đều lìa các ý luận. Bồ Tát ấy cũng không quán như vậy, cũng không phải không quán. Vì sao? Vì hữu kiến là vô kiến và nhị biên. Bồ Tát này đối với kiến và phi kiến đều liệt nhị biên, nên quán Phật như vậy. Vì quán Phật như vậy nên quán thân cũng vậy. Quán thân thanh tịnh rồi, quán Phật thanh tịnh, quán Phật thanh tịnh rồi nên biết tất cả pháp. Các pháp cũng như vậy. Trong khi quán như vậy mà được thanh tịnh,
ấy là trí quán, đó tức là quán Phật chân thật. Này hãy ý chính vì vậy, nên sự kiện lúc ta thấy Phật như đang, ta liền đắc pháp nhẫn vô sinh và tương ứng giới nhẫn vô sở đắc. Ngay lúc đó, ta bay lên hư không cả bảy cây đa la, ở trong hư không liền nhận đắc trí nhất thiết trí, sức không xa biệt vĩnh viễn đoạn dứt các kiến, siêu vượt các tư duy, biến kế phân biệt, ở trong các cảnh giới, ý vô sở trụ. Lúc đó ta đắc sáu vạn môn tam ma địa, cho nên Như Lai nhân đang vì ta mà tạo ký. Tương lai, ông sẽ được làm Phật, hiệu là Thích Ca Như Lai, ứng cúng, chánh đẳng, chánh giác. Lúc ta được Đức Phật ai nói về sự tạo ký, nhị căn của ta không hề đổ ngại, cũng không do thức khác mà có chỗ biết rõ. Ta có chỗ thấy ở trong sự hòa hợp mà không chỗ trú. Khi đó, ta không tưởng Phật hay không Phật, tưởng ngã hay vô ngã, tưởng thọ ký hay không thọ ký. Này hãy ý, cho nên Bồ Tát ba thân, ba luân thanh tịnh sẽ được thọ ký thành Phật. Người có ba luân thanh tịnh là không tưởng Phật hay không Phật, tưởng ngã hay vô ngã, tưởng thọ ký hay không thọ ký. Này hãy ý, là có ba luân thanh tịnh, những gì là ba? Đó là không chấp ngã, không chấp chúng sinh, không chấp pháp. Là có ba luân thanh tịnh, đó là không chấp danh, không chấp sắc tướng, không chấp đối tượng. Là có ba luân thanh tịnh, đó là biết trí quá khứ đã qua, trí vị lai chưa đến, trí hiện tại trú khắp giới. Là có ba luân thanh tịnh, đó là trí về thân như ảnh tượng, trí về lời như tiếng gian, trí về tâm như huyễn. Là có ba luân thanh tịnh, đó là năm uẩn và pháp uẩn bình đẳng, 18 giới và pháp giới bình đẳng, 12 xứ quán như không tụ. Là có ba luân thanh tịnh, đó là biết rõ về không, tinh thuận vô nguyện, vô tướng, vô cầu. Hãy ý, nếu ba luân thanh tịnh tức là tất cả pháp thanh tịnh, cho nên nếu chư Bồ Tát ba luân thanh tịnh thì nên tu trí phương tiện thiện xảo. Bồ Tát hãy ý là bạch Phật, hy hữu Thế Tôn, Bồ Tát bất toái chuyển, có thể đạt đầy đủ trí pháp thâm diệu. Và Thế Tôn, nếu Bồ Tát ấy có thể đầy đủ trí pháp như vậy thì có thể khéo thành tựu trọn vẹn công đức. Phật bảo Bồ Tát hãy ý, này hãy ý nên biết, Bồ Tát đang trụ vị ấy nhờ sức của bản nguyện nên làm việc thù thắng. Dĩ như Bồ Tát ấy thoái vị thì nhờ sức bản nguyện nên cũng không hoại các công đức đã thành thục. Hãy ý, ở đời có một hạng người vô trí, không thể hiểu được chỗ giảng nói của ta. Nó dùng thí dụ để khiến cho người nghe hiểu được. Hãy ý, ví như thế gian có ruộng mía, ruộng lúa hoặc ruộng đậu, người nông phu canh tác đối với các ruộng ấy đều làm hoàn tất mọi việc, mở đường nước, dẫn nước vào ruộng, nước chảy vào khắp đủ. Người nông phu ấy khéo sắp đặt rồi, lại nghỉ ngơi ở chỗ khác. Nơi các ruộng ấy, nước tùy chỗ đi qua và tự nhiên vào ruộng, chứ không nhờ công đức, nhờ công sức người làm ruộng bỏ ra, mà các ruộng gieo trồng đã được thành tựu. Bồ Tát cũng vậy, hoặc lúc Bồ Tát thì ở tán dị, nhưng có phương tiện khéo léo, nên ở trong thiện căn tương tục của tất cả chúng sinh mà có thể thành tựu. Từ chỗ thuyết giảng tất cả pháp Phật ấy mà thiện căn nơi các cõi đều được viên mãn. Bồ Tát ấy tâm ý thanh tịnh, khéo hộ giới uẩn, hoặc ở trong định nhờ sức của bản nguyện nên có thể thành tựu đầy đủ các thiện căn, khiến chúng sinh đối với pháp Phật tất cả pháp thiện liên tục lớn mạnh. Này hãy ý, vì duyên khởi nên các Bồ Tát tùy theo sự ứng hợp của mình, không nhờ dụng lực và mà tự viên mãn thiện căn, là khéo hồi hướng nơi nhất thiết trí, nên Bồ Tát hoặc định hoặc tán đều nhờ vào sức của bản nguyện, ở trong các thiện căn thân tâm thư thái, niệm không tán loạn, không học thừa, khác chí hướng đại thừa. Này hãy ý, ví như trong thành có một cây lớn, có người muốn đến chặt các rễ cây ấy, chặt rồi liền đi, hoặc lúc chặt cây, cây dần dần ngã thấp xuống, cuối cùng ngã xuống đất theo phía đã chặt. Bồ Tát cũng phải ở trong lâu xa đã tu tập pháp thiện, hướng về nhất thiết trí, dần dần thể nhập nhất thiết trí, rồi cùng thành thục tất cả thiện căn. Đã thành thục rồi đều dùng để hồi hướng nơi nhất thiết trí, hồi hướng cho tất cả chúng sinh thêm nhiều công đức, nguyện hồi hướng khiến thánh chúng của Tam Bảo không đoạn không tuyệt, hồi hướng thân tướng trang nghiêm viên mãn đầy đủ các tướng tốt, hồi hướng viên mãn ngưỡng nghiệp thanh tịnh trang nghiêm, trọn vì chúng sinh thuyết pháp không hư dối, hồi hướng tâm nghiệp trang nghiêm,
thường nghĩ đến định nguyện thành tựu của chư Phật và mà Bồ Tát ấy không dụng công, không chỗ giác ngộ mà đều có thể thành tựu tất cả thiện căn để hồi hướng đến khắp nhất thiết trí, không đi vào thừa khác hoặc định hoặc tán. Đối với pháp phần Bồ Đề tu tập viên mãn đều là do sức hồi hướng của bản nguyện, phương tiện thiện xảo. Này hãy ý là như biết xô nhập diệt định, trước tiên phải cần đợi nghe tiếng kiền chùy, sau đó mới xuất định. Dễ vào định rồi mà tiếng kiền chùy này cũng chưa vào trong định, sau đó biết xô ấy nhờ tiếng kiền chùy mới khởi định. Bồ Tát cũng vậy, muốn giải thoát tất cả chúng sinh thì phải khởi thệ nguyện đại bi, ta sẽ cứu độ tất cả chúng sinh, khiến họ giải thoát hết thảy, đều sẽ thành tựu hạnh nghiệp Bồ Đề. Đối với các chúng sinh thi hành tâm từ rộng lớn, ở trong dòng sinh tử vận tâm ý thức cứu độ rộng khắp, tuy nhập định dùng bản nguyện đại bi độ thoát chúng sinh, nó không bao giờ đã vào thừa tâm văn duyên giác. Sau đó từ định khởi xuất khai phát chánh tuệ, trở lại tích tập pháp phần Bồ Đề, là vì chúng sinh mà hóa độ thành tựu đầy đủ. Này hãy ý, ông hãy quán sự nghiệp thành hành dụng của các Bồ Tát đều là tối thắng, tuy nhập trong tam ma địa tịch tỉnh mà có thể siêu vượt cảnh giới giải thoát của thanh văn chuyên giác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh những điều Bồ Tát hãy ý hỏi về pháp môn tịnh ấn quyển 14. Lại nữa này, Đại Bồ Tát hãy ý, nếu ta dùng ví dụ để làm sáng tỏ nghĩa này. Ví như ở thế gian có hai người, một người mặc áo giáp kim cang kiên cố nhảy vào trong đống lửa lớn, một người thì mặc áo giáp cỏ khô cùng nhảy vào trong đống lửa lớn đang cháy bùng. Này hãy ý, ý ông thế nào? Trong hai người ấy, người nào bị lửa thiêu cháy, còn người nào không bị lửa thiêu cháy? Hãy ý, bạch Phật, bạch Thế Tôn, người mặc áo giáp kim cang kiên cố tuy vào đống lửa lớn, nhưng nhờ áo giáp kiên cố khéo bảo hộ nên người này không bị thiêu cháy. Còn người mặc áo giáp bằng cỏ khô nhảy vào nơi đống lửa lớn thì nhất định người ấy sẽ bị lửa thiêu đốt. Vì sao? Vì cỏ khô không thể bảo hộ đối với đống lửa cháy ấy được. Phật nói, này hãy ý, người thân mặc áo giáp vào trong đống lửa lớn không bị thiêu cháy, đó là Bồ Tát. Bồ Tát thường dùng đại từ đại bi làm áo giáp nội tâm kim cang kiên cố, sức của kim cang luôn bảo hộ sự giải thoát cho chúng sinh, chưa từng sẽ bỏ thề nguyện. Tuy thường quan sát hết thảy chúng sinh là không, vô tướng, vô nguyện, vô tác, vô sinh, vô khởi, vào trong tam ma địa tịch tỉnh, nhưng thường sẽ vượt chánh vị nơi thanh văn chuyên giác, không cầu đắc quả về. Ở trong định ấy, tuy thọ nhận thắng vị mà không hề đắm vướng. Từ định khởi xuất rồi làm nghiêm tình của Phật, thành tựu chúng sinh viên mãn Phật trí. Này hãy ý, người dùng cỏ khô làm áo giáp nhảy vào trong lửa lớn thì sẽ bị thiêu đốt, đó là hạng thừa thanh văn. Ở trong các hành sinh sợ hãi là quán ba cõi luôn bị thiêu đốt không ngừng, sợ bỏ chúng sinh, xa lìa đại bi. Ở trong tam ma địa tịch tỉnh, sinh tâm tham đắm không chỗ dung nạp. Nếu không chứng được quả thứ tám mới có thể khởi xuất định ấy thì không thể có. Vì sao? Về hàng thừa thanh văn, ở nơi hạnh phước, hạnh tội và hạnh bất động đều không thể tu tập. Nếu chư Bồ Tát có thể ở nơi vô lượng phước trí tu tập thành thục, không ở giữa đường thủ chứng tận thế, thì rốt cùng sẽ được viên mãn tất cả pháp Phật. Này hãy ý, cho nên Bồ Tát tác pháp ở nơi không vô tướng vô nguyện, thường sinh tưởng nghĩ như đống lửa lớn. Tuy đối với các pháp này quan sát thấu đáo rồi, mà là ở trong pháp đó khởi trí khéo hành, quyết không thù chứng thực tế. Vì thế các Bồ Tát không thành tựu trọn vẹn thiện căn thì không nên tu tập. Hãy ý, Bồ Tát thành tựu trọn vẹn thiện căn nghĩa là Bồ Tát ở trong Phật pháp thâm diệu như lý tu hành, chứ không ở giữa chừng thù chứng thực tế, đó gọi là thành tựu thiện căn. Vì sao như vậy? Vì Bồ Tát ấy thành tựu đầy đủ pháp đại thừa, dần dần hướng về, dần dần thể nhập, dần dần thù tánh, mà chẳng thành thục ở nơi thừa khác. Hãy ý, như lò đúc gốm, lúc mặt trời chưa lên thì chưa chín tới, đã cần phải nấu thêm chứ chưa thành đồ dùng được, sau khi chín tới mới có thể gọi là đồ dùng. Bồ Tát cũng vậy, tôi đang rộng tu các thiện căn, nếu không hồi hướng nơi nhất thiết trí thì không thể được gọi là ba la mật đa. Này hãy ý, là như chân kim đẹp đẽ, nếu chưa được thợ kim hoàng chế tác, sau trâu chuốt hoàn tất thì chưa được gọi là vật trang sức, chỉ được gọi là chân kim nếu đã được khéo tay
thành thục rồi mới gọi là một vật trang sức. Bồ Tát cũng là như vậy, chỗ tu thiện căn nếu không hồi hướng về nhất thiết trí thì không thể gọi là ba la mật đa. Nếu hồi hướng về nhất thiết trí mới được gọi là ba la mật đa. Này hãy ý, vì duyên cơ đó các Bồ Tát thường phải vận dụng phát tâm quảng đại để thành tựu đầy đủ thiện căn, tuy sự thành tục các thiện căn xong mới hướng về nhất thiết trí. Vì sự hồi hướng nơi nhất thiết trí, Bồ Tát phải ở nơi pháp thâm diệu, như lý tu hành, không ở giữa chừng mà tu chứng thực tế. Lúc ấy Bồ Tát hãy ý là bạch Phật, bạch Thế Tôn, các Bồ Tát đã làm việc khó làm, có thể khéo phòng hộ lỗi lầm nơi các cõi, ở trong chỗ hành hóa mà không sinh cấu nhiễm. Các Bồ Tát đạt đầy đủ phương tiện thiện xảo thì có thể hồi hướng. Vì sao? Vì Bồ Tát có phương tiện đi vào trong thiền định giải thoát tam ma địa, tam ma bất để, như không vì thiền định giải thoát tam ma địa, tam ma bất để mà chấp trước. Bồ Tát ấy đạt đầy đủ phương tiện thiện xảo để có thể hiện bày cái đối tượng tạo tác không rơi vào trong kiến chấp về Bồ Tát, khéo trụ nơi pháp tánh bình đẳng. Nếu có hàng chúng sinh hướng vào tà định, Bồ Tát vì họ mà thuyết pháp chánh định, vì Bồ Tát ấy luôn muốn khiến cho ý nguyện của chúng sinh viên mãn, nên chính mình không trú trong tụ chánh định. Phật bảo Bồ Tát hãy ý, đúng vậy, đúng vậy, đúng như là ông nói. Bồ Tát ở nơi tất cả chốn thường nơi tu tập phương tiện thiện xảo. Vì sao này hãy ý? Phương tiện thiện xảo là bồ đề của Bồ Tát, nó không có phương tiện thiện xảo, tức không thành tựu bồ đề. Ví như ở thế gian có một khí cụ chứa ba sắc màu, một màu xanh, hai màu đỏ, ba màu vàng. Đó là ba loại sắc cùng chứa trong một khí cụ để nhuộm ba loại áo. Một thúy y nhuộm màu xanh, hai chiên y nhuộm màu đỏ, ba thiên y vô giá thượng dược nhuộm màu vàng ấy. Ba loại áo ấy ở trong đồ chứa thọ nhuộm, tùy theo công việc và muốn và ý muốn của thợ nhuộm mà đều được các diệu sắc. Nếu còn màu xanh thì được màu xanh, còn màu đỏ thì được màu đỏ, còn màu vàng thì được màu vàng, nhưng khí cụ nhuộm kia chưa từng phân biệt. Này hãy ý, khí cụ nhuộm ấy tức là không, vô tướng, vô nguyện, có ba hàng người cùng trong một khí cụ ấy. Một hàng tinh văn, hai hàng duyên giác, ba hàng đại thừa. Đó là ba loại người, tùy theo các tác dụng của sở thích nơi tâm, tùy theo sở thích ứng của mỗi một mà thủ đắc trí sắc. Nhưng khí cụ không vô tướng vô nguyện ấy không hề phân biệt, nên biết thí y kia tức là hàng thừa thanh văn, chiên y già y kia tức là thừa chuyển giác, thiên y vô giá tức là người ăn trú đại thừa. Này hãy ý, ông hãy quán các pháp vốn không có tánh tật, không tánh tác giả, tánh vô ngã, tánh vô nhân, tánh vô tội giả, tánh vô chủ tể, nó tùy theo dục niệm mà sinh ra. Sinh ra rồi tích tụ mà không chỗ biết rõ, cũng không phân biệt. Này hãy ý, đã có thể hiểu rõ các pháp sinh này, thì các Bồ Tát ở trong các pháp mà không hề có một chút biến trễ mỏi mệt. Nếu đạt tri kiến thanh tịnh như thế, thì ở trong các việc hành dụng cũng không thấy có lợi ích. Không lợi ích tức là có thể biết rõ như thật và tánh bình đẳng của các pháp. Biết rõ như thật về tánh bình đẳng của các pháp như vậy rồi, thì thường không sợ bỏ áo giáp đại bi. Này hãy ý, ví như châu báu lưu ly ở thế gian, tự thể của nó trong suốt không hề có bẩn. Bồ Tát cũng vậy, biết rõ tự tánh tâm của chúng sinh xưa nay thanh tịnh, trong suốt, sáng tỏ. Nhưng vì bị sự che lấp của cách trần phiền não, Bồ Tát quán như vậy rồi, là người tâm tánh của chúng sinh xưa nay thanh tịnh, chỉ vì cách trần phiền não che lấp. Nhưng phiền não ấy thật không có chỗ trú. Chúng sinh khởi phân biệt hư vọng một cách trái ngược, ta sẽ vì những hàng chúng sinh ấy mà tiêu nói pháp đoạn trừ phiền não. Khởi tâm không biết trễ, ta vận dụng tâm thù thắng đối với chúng sinh được chuyển hóa ấy, khiến họ đều được giải thoát. Lại tư duy, các phiền não này có thể hủy hoại năng lực các chúng sinh nên các cõi, làm cho họ dần dần nhu nhược. Các phiền não này có thể khiến cho chúng sinh ở trong phiền não không thật mà phân biệt hư vọng. Nếu người nào có thể tác ý sâu bền như thật, quán xét như lý, thì người ấy không bị phiền não khuấy động. Quán xét như vậy rồi thì phiền não ấy không thể hòa hợp. Nếu không cùng phiền não hòa hợp thì đó là thiện.
Là nơi nếu ta bị phiền não đồng hóa thì làm sao? Vì các chúng sinh bị phiền não ràng buộc mà giảng nói pháp đoạn trừ phiền não. Vì ta nay không bị phiền não đồng hóa, nên có thể giảng nói pháp đoạn trừ phiền não cho các chúng sinh bị phiền não ràng buộc. Nhưng vì ta muốn hóa độ chúng sinh trong luân hồi, khiến cho các thiện căn tương tục không đoạn, cũng cần phải hòa hợp cùng phiền não. Sao gọi là thiện căn tương tục hợp cùng phiền não ở trong luân hồi? Nghĩa là xuyên cầu phước hạnh mà không biết chán đủ. Bồ Tát tư duy như vậy rồi nên hiện thọ sinh ở trong ba cõi, nguyện gặp chư Phật thành độ chúng sinh, hộ trì chánh pháp mà không hề chạy đãi. Các chỗ hành dụng luôn dũng mãnh, không hề thoái chuyển, từ muốn cầu pháp mà viện không xả bỏ thắng hạnh ba la mật đa. Này hãy ý, đó là thiện căn tương tục hợp cùng phiền não ở trong luân hồi. Bồ Tát tuy ở trong ấy hòa hợp cùng phiền não, nhưng không bị phiền não làm cho cấu nhiễm. Bồ Tát hãy ý bạch Phật, bạch Thế Tôn, nên nói về thiện căn, nhưng vì duyên có gì mà nói về phiền não? Phật nói này hãy ý, Bồ Tát biết rõ các pháp phiền não như vậy hợp cùng ba cõi, từ trong phiền não mà xuất sinh ra ba cõi. Nhưng vì Bồ Tát ấy đầy đủ phương tiện thiện xảo, nương theo sức tích tập các thiện căn mà hợp cùng ba cõi, đó là thiện căn hợp cùng phiền não các cõi. Vì vậy cùng ba cõi nên tâm không sinh các phiền não. Này hãy ý, ví như trong thế gian có một đại trưởng giả, dù có một người nên ông ta luôn yêu quý nuôi dưỡng, trong lòng luôn thương mến. Lâu ấy đứa bé vì dại khờ thiếu hiểu biết nên chơi đùa cạnh một bên cái giếng hoa, vì nhỏ dại nên mỏng rơi xuống giếng. Lúc đó mẹ và thân tộc thấy đứa bé rơi xuống giếng nên đứng trước giếng sâu không thể lường ấy mà sầu não, không thể tìm cách leo xuống giếng ấy. Tuy họ thương xót đau buồn về đứa con nhưng không thể cứu nó được. Lúc người cha biết về, biết liền tức tốc chạy đến, thấy đứa con mình rơi xuống giếng sâu nên lòng ở sầu não, thương xót dâng tràn, vì quá thương con không thể xa lìa nên liền tìm cách leo xuống giếng. Nhờ khéo tìm cách xuống giếng nên cứu được đứa con ra khỏi. Này hãy ý, nên biết cái giếng hoang ấy tức là ba cõi, người con ấy tức là tất cả chúng sinh. Bồ Tát xem tất cả chúng sinh như con một của mình. Mẹ và thân tộc của đứa con ấy tức là thanh văn thừa duyên giác. Họ tuy thấy tất cả chúng sinh rơi vào luân hồi, tâm luôn đau buồn nhưng không có phương tiện để cứu vớt. Vì trưởng giả ấy tức là Bồ Tát. Các Bồ Tát tuy dùng tâm trong suốt, tâm tịnh vô cấu, trú pháp vô vi, nhưng là tu hành hòa hợp cùng ba cõi, hóa độ chúng sinh. Này hãy ý, đó là Bồ Tát hành đại bi. Bồ Tát đã tự có thể giải thoát các ràng buộc rồi, nhưng là ở trong ba cõi thì hiện tội sinh đầy đủ sự tu dưỡng của thắng tuệ và phương tiện thiện xảo. Phiền não của chúng sinh không còn ngăn ngại, mà là có thể bị tất cả chúng sinh giải nói pháp đoạn trừ sự ràng buộc của phiền não. Bồ Tát hãy ý bạch Phật, bạch Thế Tôn, chứ Bồ Tát có thể làm việc khó làm, có thể dùng tâm thanh tịnh, tinh khiết, không cấu nhiễm, ở trong luân hồi không sinh lòng chán bỏ, như chủ tiết về pháp thâm diệu mà quán sát đúng như lý, không trú vô phi, không cầu quả chân. Phật nói này hãy ý, chỗ tu tập hành đạo của Bồ Tát này hợp với thiền chi, nghĩa là bát nhã ba la mật đa, cùng với phương tiện thiền xảo. Hãy ý nên biết, nếu tâm Bồ Tát thanh tịnh trong lặng không cấu nhiễm thì đó chính là bát nhã ba la mật đa. Ở nơi luân hồi mà không sinh tâm chán bỏ thì hiện tại sinh hóa độ chúng sinh, đó tức là phương tiện thiền xảo. Này hãy ý, nếu chưa Bồ Tát ở nơi tất cả pháp không, vô tướng, vô nguyện, vô tác, vô sinh, vô khởi, quán xét như lý, đó tức là bát nhã ba la mật đa. Đó là phát tâm đại bi hiện tiền, không trú vô di, không cầu quả chứng, đó chính là phương tiện thiện xảo. Này hãy ý, nếu chư Bồ Tát khéo tu pháp bình đẳng ba đời thì không hề thấy một pháp nào có tướng. Nếu pháp giới ấy bình đẳng thì chúng sinh giới bình đẳng, nếu chúng sinh giới bình đẳng tức niết bàn giới bình đẳng, nếu niết bàn giới bình đẳng tức pháp giới bình đẳng. Nếu có thể nhập nơi tánh của pháp giới bình đẳng thì chỗ nhập ấy tức là bát nhã ba la mật đà. Nếu có thể nhập một pháp giới, biết rõ chúng sinh giới không chứa niết bàn giới, cho nên không bỏ chúng sinh giới, không trú nơi pháp giới, không thủ đắc quả chứng, đó là phương tiện thiện xảo. Này hãy nếu bố thí thanh tịnh thì đó chính là tuệ, nếu hồi hướng thanh tịnh thì chính là phương tiện
Nếu trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, thanh tịnh thì đó chính là tuệ. Nếu hồi hướng thanh tịnh tức là phương tiện, nó tóm lại tất cả thiện căn thanh tịnh đó chính là trí tuệ. Hồi hướng thanh tịnh tức là phương tiện. Hãy bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế nào là thiện căn thanh tịnh của Bồ Tát, thế nào là hồi hướng thanh tịnh, thế nào là tuệ thanh tịnh, thế nào là phương tiện thanh tịnh? Phật nói: Này hãy ý, thiện căn thanh tịnh của Bồ Tát là vì xa lìa cái thấy về ngã nhân chúng sinh thọ giả, sau đó thích tập thiện căn nơi các cõi. Hướng thanh tịnh nghĩa là ở trong pháp không, vô tướng vô nguyện và thành tựu đầy đủ thiện căn. Hướng bồ đề, tuệ thanh tịnh nghĩa là để biết rõ về trí tánh, về căn đầu cuối của tất cả chúng sinh. Phương tiện thanh tịnh là khéo vì chỗ thích ứng của tất cả chúng sinh mà thuyết pháp. Lại nữa hai ý, thiện căn thanh tịnh là tuy thì hiện tại sinh ở nơi các cõi, các nẻo mà không chấp trước vướng mắc, sau đó tích tập thiện căn các cõi. Hồi hướng thanh tịnh là sẽ liền sự thật ý của tất cả thanh văn chuyên giác. Khéo thâu tóm mọi thiện căn các thừa, ngõ hầu hồi hướng nơi pháp đại thừa. Tuệ thanh tịnh là trọn vẹn các thứ chủng tử tập khí của tất cả phiền não mà đoạn trừ. Phương tiện thanh tịnh nghĩa là chỉ muốn hóa độ chúng sinh, nên trước hết đồng sự, sau đó mới chỉ bày pháp đại thừa. Này hãy ý, thiện căn thanh tịnh nghĩa là Bồ Tát duỗi bàn tay báu ban rải khắp tất cả vật thọ dụng vô tận. Hồi hướng thanh tịnh là dùng thiện căn nơi các cõi của tất cả chúng sinh, tất cả hàng hữu học du học, tất cả duyên giác, tất cả Bồ Tát, tất cả chư Phật thâu gồm vào trong sự hồi hướng. Tuệ thanh tịnh là nắm giữ tất cả chỗ thuyết giảng của chư Phật, đời dùng ấn đà là nơi ấn chứng khiến chỗ nắm giữ ấy không bao giờ hoại mất. Phương tiện thanh tịnh là dùng biện tài vô đoạn, biện tài vô ngại vì chúng sinh khéo giảng nói pháp không hư dối, khiến cho các chúng sinh đều được hoan hỷ. Lời nữa này hãy ý, thiện căn thanh tịnh là ở nơi đời sống chúng sinh mà thường không xa lìa tâm đại bồ đề. Hồi hướng thanh tịnh là không quên mất tâm đại bồ đề, dù các thiện căn bồi hướng nơi nhất thiết trí. Tuệ thanh tịnh là khi ăn trú tâm đại bồ đề làm căn bản. Phương tiện thanh tịnh đã ăn trú bình đẳng nơi tâm bồ đề vì người khác mà chỉ bày pháp bồ đề. Bồ Tát hãy ý bạch Phật: Bạch Thế Tôn, như chỗ con hiểu về nghĩa Phật dạy, các phương tiện thiện xảo là bồ đề của Bồ Tát. Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh tâm đạt tất cả chốn là bồ đề, không một pháp nào là chẳng phải bồ đề. Vì sao? Bạch Thế Tôn, để biết rõ tánh bình đẳng của tất cả pháp tức là bồ đề, cho nên Bồ Tát chứ ở nơi bồ đề mà sinh tưởng xa rời. Nếu Bồ Tát ở trong các pháp như cảnh của sáu trần làm chướng ngại, thì lúc đó cần phải biết rõ như thật tức là bồ đề. Nếu Bồ Tát hiểu rõ như vậy để đạt được phương tiện thiện xảo thanh tịnh và Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh, lúc ấy Đức Thế Tôn khen Bồ Tát hãy ý: Lành thay, lành thay, đúng như điều ông nói, Bồ Tát đầy đủ phương tiện thiện xảo và Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh ở trong các pháp hoặc cảnh lục trần mà bị chướng ngại, thì lúc ấy cần phải biết rõ như thật tức là bồ đề. Này hãy ý, vì dân cơ ấy nên Bồ Tát cần phải biết rõ như thật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Chuyển Điều Bồ Tát Hãy Ý Hỏi Về Pháp Môn Tịnh Ấn Quyển 14. Vì đem công đức này hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh được trọn thành Phật đạo.